Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là bộ dụng cụ và xiếc măng của sản phẩm của King Tuny, mã sản phẩm là 9AC125-40. Đây, quy cách đóng gói của sản phẩm thì mỗi một sản phẩm sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp giấy của hãng King như này. Đã nói đến dụng cụ sửa chữa thì King Tuny là một trong những thương hiệu được anh em thợ không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới rất là tin dùng. Đây là cái khoảng cách này. Và một bộ dụng cụ của nó thì sẽ bao gồm là đây ạ. Lòng để chúng ta cho xiếc măng vào này. Và đây chính là cái điểm để đây là cái hàng niêm phong, em chưa có bóc ra. Đây chính là cái điểm để chúng ta cho lục giác vào. Đây ạ. Đây. Cho chúng ta cho lục giác vào và để vặn chỉnh to nhỏ tùy từng cỡ của các loại xiếc măng khác nhau. Đây. Sản phẩm của King Tuny này, mã sản phẩm là 9AC125-40 này. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái dụng cụ cho vào xiếc măng của xe của hãng King Tuny. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.